Vâng, và thời gian trước, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Thời gian trước thì em đã có review một số cái chiếc xe đạp Touring FCR, dòng FCR 3300, và tiếp theo đây em ngày 6 tháng 1 năm 2019 đây em mới về thêm một chiếc FCR 3300 màu xanh đen, hình thức rất là đẹp, và em sẽ làm một cái clip đánh giá cái độ chi tiết của chiếc xe này. Mời các bác đón xem. Vâng, các bác đang nhìn trong khung hình đây, đó là tổng thể chiếc xe FCR 3300. Lúc nãy em cũng đã làm một chiếc FCR 3300 màu xám bạc ở trong góc kia rồi. Đây, góc kia. Đấy, và tiếp tục là em đánh giá thêm chiếc xe OCR 3300 màu đen, điểm xuyết thêm những cái viền chỉ màu xanh, trông rất là thể thao và nam tính. Đây là dòng FCR 3300 thì trang bị như em đã nói cùng với giống chiếc màu ghi, đó là đùi đĩa 3 tầng và đi kèm với đó là bộ gạt đĩa và bộ đè là Antut, lip là lip 9 tầng, cho tổng chiếc xe là có 27 tốc độ khác nhau. Cái xe này ấy, thì là trang bị khung nhôm toàn phần và công nghệ Alloy X của Giant thì giúp cho chiếc xe rất là nhẹ. Dòng Touring này thì luôn luôn là trang bị bánh 700C. Tổng thể của chiếc xe là bánh và Mayer đều là cùng của hãng Giant hết. Xe được trang bị lốp 700x28C. Yên và cọc yên là nguyên bản và yên rất là đẹp. Em thấy là yên không có vết xước nào lớn cả, không có vết rách nào luôn ấy, rất là mới luôn. Tổng thể chiếc xe toàn những cái xe em thấy là mới 90% thôi. Đằng trước của chúng ta thì là càng nhôm và chợ được trang bị một cái phanh đĩa. Phanh đĩa hiệu Avit. Phanh đĩa Avit. Bên tay cầm của chúng ta thì có chuông này và bộ chuyển số 9 tầng cho chuyển níp đằng sau và 3 tầng cho chuyển đĩa đằng trước, là tổng chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau và được trang bị ghi Ford nguyên bản của hãng. Chiếc xe này thì có size là size S, phù hợp cho các bác cao từ 1m62 cho đến 1m72. À, em xin lỗi, cao từ 1m58 cho đến 1m68 là phù hợp tổng thành của chiếc xe. Thì theo em thấy là chiếc xe này rất là mới, còn không có vết xước nào lớn cả. Thì bác nào quan tâm thì liên hệ với em qua Zalo để sở hữu chiếc xe. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá trong xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 và em là Kiên, 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh, thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác, nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video khi em up lên kênh. Ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và các một số dòng Thụy Sĩ hay là dòng đồng hồ Nga cũ, thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.